Vì sao trend săn hồng hài nhi ngày càng gây sốt mạng xã hội? Cộng đồng mạng những ngày qua đang đua nhau bắt trend săn hồng hài nhi, khiến nó nhanh chóng trở thành trào lưu hot hết nhất nhì mạng xã hội hiện nay. Có lẽ ai cũng đều biết, Hồng Hài Nhi vốn là tên một nhân vật trong tiểu thuyết Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân. Nhân vật này là con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, được khắc họa với hình hài là một cậu bé có ngoại hình nhỏ nhắn, da trắng hồng, tính tình ương bướng, tinh nghịch. Nhân vật Hồng Hài Nhi không chỉ nhận được sự yêu thích của khán giả thông qua hình tượng cậu bé nghịch ngợm, phá phách mà những ngày gần đây, nhân vật này còn làm dậy sóng mạng xã hội, nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác. Nếu như trước đây, để chỉ một chàng trai trẻ đang trong mối quan hệ với một người phụ nữ lớn tuổi người ta có cụm từ khi không trẻ thì giờ đây, nhiều người lại dùng cụm từ Hồng Hài Nhi để nói về mối quan hệ này. Cùng với đó, cụm từ thợ săn cũng được ngầm hiểu là từ dùng để chỉ những người phụ nữ lớn tuổi trong mối quan hệ trên. Như vậy, thợ săn Hồng Hài Nhi chính là cụm từ dùng để chỉ những người phụ nữ lớn tuổi chủ động làm quen, tán tỉnh những chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Đây cũng có thể xem như một sự thay thế cho cụm từ phi công trẻ lái máy bay bà già, vốn đã tồn tại từ lâu. Trend săn Hồng Hài Nhi vốn có nguồn gốc từ mạng xã hội Trung Quốc từ đầu năm 2024. Thế nhưng, phải đến cuối tháng 9 năm 2024, chiếc trend này mới bắt đầu lan tỏa nhanh chóng, vượt biên sang tận Việt Nam. Để đua trend này, bạn chỉ cần đăng ảnh hoặc video về mối quan hệ của mình kèm theo hashtag thợ săn Hồng Hài Nhi. Tuy nhiên, bạn phải chắc chắn bạn trai hoặc chồng kém tuổi hơn mình. Nếu không, bạn sẽ khó lòng trở thành một thợ săn đúng nghĩa theo yêu cầu của trào lưu. Nếu người yêu hoặc chồng không nằm trong nhóm Hồng Hài Nhi, bạn cũng có thể thay thế bằng một số nhân vật khác như Ngưu Ma Vương, chỉ những người đàn ông lớn tuổi hơn, Nhị Lang Thần, chỉ những người bằng tuổi nhau, Tiểu Tiên Nữ, chỉ những cô gái nhỏ tuổi hơn. Ở Việt Nam, thời gian qua dường như trào lưu săn Hồng Hài Nhi đang trở thành xu hướng trên TikTok, khi mỗi ngày có tới hàng nghìn video về chủ đề thợ săn Hồng Hài Nhi xuất hiện với nhiều biến tấu hài hước, sáng tạo. Rất nhiều hội chị em đăng video tự nhận mình là thợ săn Hồng Hài Nhi để khoe chuyện tình của mình với người yêu hoặc chồng kém tuổi. Có thể trào lưu này không quá khó đua, bởi hiện nay những mối quan hệ tình cảm chị em đã không còn hiếm gặp. Chỉ tính riêng showbiz Việt thì cũng đã có được vài cặp đua được trào lưu này, chẳng hạn như cặp đôi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên, Huy Trần, Ngô Thanh Vân, Phan Hiển, Khánh Thi, Dinh Tuấn Kiệt, Uka. Còn ngoài xã hội thì lại càng vô vàn những cặp đôi chị em, trong đó điển hình có thể kể đến là cặp đôi Lê Thị Thu Sao, sinh năm 1956 và chồng trẻ Triệu Hoa Cương, sinh năm 1992. Thời điểm cả hai tổ chức đám cưới đã khiến dư luận xôn xao, nhưng vượt qua sóng gió cả hai đã có 6 năm chung sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, dù là một chiếc trend đang làm mưa làm gió khắp mạng xã hội, thì thợ săn Hồng Hài Nhi cũng gây nhiều tranh cãi, bởi một số ý kiến cho rằng việc sử dụng hình ảnh một nhân vật chỉ mới 8 tuổi cho mối quan hệ tình cảm sẽ khiến nhiều người hiểu lầm rằng mối quan hệ lệch tuổi này là không đúng chuẩn mực. Hơn thế, việc sử dụng cụm từ thợ săn cũng không đem lại hình ảnh tích cực, bởi đây là từ dùng để chỉ những người chuyên gài bẫy, săn bắt con mồi và người phụ nữ trong mối quan hệ này tìm kiếm những chàng trai kém tuổi chỉ để thỏa mãn sở thích chinh phục và khoe khoang như một chiến tích. Ngoài ra, sự đón nhận và ủng hộ trào lưu này cũng đặt ra một câu hỏi lớn về tiêu chuẩn ghép trong bình đẳng giới. Mọi người thường lên án những mối quan hệ mà trong đó người nam lớn hơn nhiều tuổi so với người nữ, thế nhưng lại hưởng ứng với thợ săn Hồng Hài Nhi. Thời đại công nghệ phát triển, bất kỳ một sự sáng tạo nào cũng đều có thể trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với tốc độ lan truyền chóng mặt như hiện nay, trước khi đua trend người dùng vẫn nên tìm hiểu kỹ các thông tin xem trend đó có thật sự phù hợp hay không, nhằm tránh các trường hợp không mong muốn xảy ra nhé.